Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, là một đồng minh thân cận của Nga, Belarus cũng được thừa hưởng nhiều vũ khí trang bị hiện đại. Tuy nhiên, nước này vẫn đang tiếp tục bổ sung thêm nhiều khí tài mới. Trong bối cảnh căng thẳng với NATO và nhận thấy những thách thức ngày càng tăng đối với an ninh của mình từ các lực lượng phương Tây ở gần biên giới, Belarus đã bắt đầu đầu tư mạnh vào việc hiện đại hóa các khả năng quân sự trong nước Điểm cốt lõi trong quá trình hiện đại hóa khả năng phòng không và tấn công của Belarus là trang bị các hệ thống phòng không tầm xa S-400 và hệ thống tên lửa đàn đạo Iskander-M mua từ phía Nga. Hiện nay nước này đã có hai tiểu đoàn S-400 sẵn sàng chiến đấu. S-400, Su-35 cùng với một số khí tài phòng không khác được coi là những phương tiện hữu hiệu để đối phó lại việc các thành viên NATO triển khai ngày càng nhiều máy bay chiến đấu thuộc thế tứ nằm F-35 tại Đông Âu. Belarus đã nhận được các hệ thống tên lửa Iskander M đầu tiên vào nửa cuối năm 2022. Những hệ thống này đóng vai trò là phương tiện vận chuyển chính cho các đầu đạn hạt nhân mà nước này có quyền tiếp cận theo thỏa thuận chia sẻ hạt nhân đối với nước Nga. Belarus sau đó đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công hạt nhân với các hệ thống Iskander. Tên lửa được tối ưu hóa để tránh hệ thống phòng không của đối phương và mang lại khả năng tấn công với độ chính xác cao cho phép chúng tàn phá các mục tiêu quan trọng như sân bay trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Bên cạnh việc triển khai F-400 và Iskander M, Belarus cũng đã cho phép lực lượng bán quân sự của tập đoàn Wagner hoạt động tại quốc gia này. Tổ chức này được kỳ vọng sẽ đóng một vai trò chính trong việc hỗ trợ các hoạt động chống nổi dậy. Nhiều chuyên gia cho rằng sự có mặt của lính ý thuê Wagner rất quan trọng với an ninh của Belarus khi các nhóm bán quân sự được đào tạo và hỗ trợ bởi Ba Lan đang là một mối đe dọa gây kích động tình trạng bất ổn ở Belarus, với mục tiêu cuối cùng là lật đổ nhà nước hiện tại và áp đặt một chính phủ thân phương Tây ở quốc gia này. Với những kinh nghiệm sau hơn một năm chiến đấu ở Ukraine và nổi tiếng nhất là trong trận chiến giành Ba Mốt, đoàn Gagner đã giúp các lực lượng Belarus huấn luyện bổ sung thực tiễn chiến đấu và giữ vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn vô hiệu hóa nổi dậy nếu cần thiết. Ngoài việc sở hữu các hệ thống tên lửa mới và sự hỗ trợ từ lực lượng bán quân sự Wagner thì Belarus cũng tích cực đầu tư toàn diện hơn để hiện đại hóa các lực lượng quân sự của mình thông qua việc mua nhiều lô vũ khí từ Nga và tăng mạnh các đơn đặt hàng từ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước. Vào tháng 2 năm 2023, chỉ huy lực lượng phòng không và không quân Belarus, Andrei Lukinovich xác nhận rằng Nước này đang tiếp nhận hệ thống phòng không tầm ngắn Thor M2 và một phi đội trực thăng MI-35M, trong đó bốn chiếc đầu tiên sẽ được triển khai trong quý 1 của năm 2024. Hiện nay, phi đội máy bay trực thăng tấn công của Belarus chủ yếu là MI-24 được mua từ thời Liên Xô, trong khi đó MI-35M là phiên bản hiện đại hóa cao được quân đội Nga mua với số lượng lớn vào những năm 2010 và được sử dụng thành công trong các cuộc tấn công tại Ukraine máy bay này không phải là trực thăng tấn công chuyên dụng như các nền tảng Mi-28 và K-52 đắt tiền hơn. Mi-35M còn có thể thực hiện nhiều vai trò khác như vận chuyển binh sĩ. Mi-35M được xem là một sự lựa chọn phù hợp bởi có sự tương đồng với những chiếc Mi-24. Hiện nay vẫn chưa rõ Belarus sẽ cho Mi-24 ngưng hoạt động hoàn toàn hay vẫn sử dụng để tham gia cùng những chiếc Mi-35M mới. Về Su-30SM, Belarus cũng đang đặt hàng các máy bay chiến đấu Su-30SM tiếp theo từ phía Nga. Điều này đồng nghĩa với việc những máy bay chiến đấu MiG-29 có từ thời Liên Xô sẽ bị đưa ra khỏi biên chế. Su-30SM là một dòng máy bay thế hệ thứ tư cộng, được đánh giá có khả năng chiến đấu cao. Máy bay được nâng cấp với một loạt các tính năng tiên tiến, nổi bật nhất là phạm vi giao chiến trên không lên đến hơn 400 km khi sử dụng tên lửa R-37M gấp từ 2 đến 4 lần tầm bắn của máy bay nato sử dụng các tên lửa Meteor và AIM-120. Su-30SM là một biến thể của tiêm kích chiếm ưu thế trên không Su-27 Flanker thần thánh mà Belarus kế thừa từ Liên Xô nhưng cũng đã bị loại biên do chi phí vận hành rất cao. Các phương pháp sản xuất và vật liệu hiện đại hơn giúp Su-30SM vận hành ít tốn kém hơn so với Su-27, trong khi hệ thống điện tử hàng không, động cơ và vũ khí mới mang lại hiệu suất vượt trội hơn hẳn. Hơn 120 chiếc Su-30SM đã được Bộ Quốc phòng Nga đặt hàng và có hơn 500 máy bay chiến đấu cùng từ một nhánh của dòng Su-30 đã được chế tạo và phục vụ trong nhiều quốc gia khác như Ấn Độ, Algeria, Kazakhstan, Myanmar. Về nâng cấp xe tăng Đối với ngành công nghiệp trong nước, Belarus dự kiến sẽ hiện đại hóa khoảng 400 xe tăng T-72B kế thừa từ thời Liên Xô liên thành tiêu chuẩn T72B12. Một gói hàng nâng cấp có thể so sánh với T72B3M của nước Nga. Nó bao gồm một hệ thống điều khiển hỏa lực mới, kính ngắm tầm nhiệt, áo giáp phản ứng nổ thế hệ thứ ba chưa được đặt tên nhưng có khả năng gần giống với hệ thống Relic của Nga. Tuy nhiên, tính khả thi của gói nâng cấp này vẫn đang là một dấu hỏi. Vì những chiếc T72B3 đã được chứng minh là rất dễ bị tổn thương trước các loại vũ khí chống tăng thuộc thế hệ mới như hệ thống Javelin trên chiến trường của Ukraine. Điều này đã khiến cho Nga phải phát triển một biến thể mới được bảo vệ tốt hơn nhiều, có tên gọi T-72B4, với tiêu chuẩn giáp bảo vệ tương đương với dòng xe mạnh nhất là T-90M. Ngoài việc bổ sung các hệ thống S-400 và Thor M-2 được mua từ nước Nga, Belarus cũng được suy đoán là có ý định mua một số lượng lớn các hệ thống phòng không tầm trung như hệ thống Buk MB3K được cho là có chi phí vận hành rẻ hơn phiên bản Buk M2. Với sức nóng ngày càng tăng từ phía NATO, có lẽ Belarus cũng tự nhận thấy được rằng chỉ có tiếp tục bổ sung những khí tài mới, hiện đại hóa khả năng quân sự trong nước mới có thể chống lại được sức mạnh của Mỹ và phương Tây. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin quân sự tiếp theo